Vợ chồng Phạm Thanh Thảo khoe lu chứa đầy tiền. Vợ chồng Phạm Thanh Thảo đã bỏ những đồng tiền tiết kiệm vào trong lu. Cô cho biết khi nào có khoản tiền lớn mới đi gửi tiết kiệm cho hai con. Sau khi kết hôn, Phạm Thanh Thảo đi qua Mỹ định cư cùng chồng Việt Kiều. Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc cùng hai cậu con trai là Trường An và Gia Khang. Mới đây, Phạm Thanh Thảo đã quay lại video cùng ông xã lấy tiền từ chiếc lu ra. Tiền lẻ còn dư khi đi chợ hoặc lượm được trong túi quần lúc giặt đồ. Tôi và ông xã đều bỏ vào trong lu. Phạm Thanh Thảo chia sẻ, tuy cuộc sống ở Mỹ nhưng cô vẫn giữ thói quen tốt của người Việt và một trong số đó là tiết kiệm. Những đồng tiền lẻ để chúng thường là các đồng tiền xu hoặc tiền giấy mệnh giá thấp, cũng có lúc lọt vào đồng 100 đô, cô chia sẻ. Chiếc lu là vật trang trí trong nhà, có kích thước lớn và chiều cao gần bằng con trai út của Phạm Thanh Thảo. Cô đặt nó ở vị trí dễ thấy để mỗi khi có tiền lẻ sẽ tiện tay bỏ vào. Được biết năm ngoái, Thanh Thảo và chồng đã lấy tiền trong lu ra được 8.000 USD, khoảng 183 triệu đồng. Số tiền này được chia ra, tiền xu có thể dùng máy đếm, còn tiền giấy thì nữ ca sĩ phải phớt thẳng và để thành từng cọc. Toàn bộ số tiền sau đó sẽ được chuyển vào một tài khoản để dành cho hai con trai của cô. Từ lúc sinh con, cô đã lập tài khoản này với mục đích dành ngân sách lo cho tương lai của các bé. Lúc sinh con đầu lòng, bé An, mỗi tuần tôi đều gửi 100 đô vào tài khoản. Sau này có thêm bé Khang, số tiền nâng lên 200 đô. Ngoài ra các loại tiền khác mà con nhận đỡ như lì xì, thôi nôi, sinh nhật cũng được nhập vào đó. Mục đích là dành cho giáo dục hoặc những việc cần thiết khi con 18 tuổi, nữ ca sĩ chia sẻ. Phạm Thanh Thảo kết hôn với doanh nhân Võ Nguyễn Trường Sơn năm 2015, sau đó theo chồng sang Mỹ định cư. Cô có cuộc sống dư dả tại xứ sở cờ hoa nhờ ông xã giỏi làm ăn, đặc biệt là trong ngành xây dựng và bất động sản. Hiện vợ chồng Phạm Thanh Thảo sở hữu nhiều tài sản giá trị như công ty, nhà, xe, du thuyền. Dịp Tết vào ngày 8 tháng 3 năm nay, chồng cô đã tặng vợ cùng lúc 3 căn nhà và một chiếc xe hơi hiệu Coveter đời 2021. Trước khi sang Mỹ, cô là ca sĩ, người dẫn chương trình được yêu thích từ cách đây 15 năm. Một số ca khúc gắn liền tên tuổi của cô như Mừng tuổi mẹ, Đời mẹ, Chữ hiếu chữ tình,